Không, cái này là phải đi, đi Nha Trang này là phải. Ngoài hai nhà hàng tại khu ẩm thực, quý khách còn có thể khám phá đồ ăn nhanh hấp dẫn và giải khát tại chuỗi nhà hàng fast food đặt tại nhiều vị trí trong khu Vinpearl Land với mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ với good.